Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube của mình. Hôm nay mình nhận được cái mấy cái đồ để gắn trên đầu mũ bảo hiểm á. Ở đây mình mua cho con mình nhé. Mấy cái tai mèo, tai gấu gì nè. Giờ mình mở ra cho mấy bạn coi nhé. Cái này là tai cáo nè, cái này là tai gấu nè. Mình có hai đứa ha, một đứa trai một đứa gái nhé. Nó có đi kèm đồ dán nè. Này gắn vô đây. Này mình phải dán à? Ồ. Mình phải mua keo dính nè. Cái keo như đây làm sao đủ ta? Keo này để dán ở dưới này thôi à? Còn cái này thì phải mua keo dán à. Nè, tay gấu nè. Cái này thì nó dính luôn nè. Cái đồ dán của nó nè. Đây có đồ dán nữa. Bạn, cái này hình như là băng keo hai mặt, các bạn dán xong các bạn gỡ ra nhé. Rồi các bạn dán vô đây thôi. Rồi, vậy là xong, đơn giản ha. Tay gấu cũng vậy. Mình gắn vô vậy nó cứng rồi, có cần dán nữa không ta? Khó dán nữa ha. Nó cứng rồi. Cái tay bên này, cái tạng cũng làm tương tự nhé. Vậy là xong. Rồi gắn cái miếng này vào cái phần dưới. Đó. Cái này để gắn lên phần đầu mũ này. Rồi mình đã gắn xong mấy cái dán nhé. Giờ mình sẽ gắn lên mũ cho mấy bạn coi nhé. Đây là cái đơn hàng của mình. Mình đặt từ ngày 1 tháng 11 ngày đến ngày 3 tháng 11 là mình nhận được rồi. Trong cùng thành phố nên nhận nhanh nhé. 2 ngày là tới rồi. Đây cái sản phẩm tai mèo tai gấu nè. Gắn ở trên mũ bảo hiểm. Tùy là phân loại này nó có giá khác nhau nè. Ví dụ như là tai gấu thì có 12.000. Tai cáo thì 18.000 nè, nó có nhiều màu nữa. Tổng cộng hai cái này là của mình là 31.000 nè. Nó có nhiều loại nhé, các con bạn thích loại nào thì gắn cho mấy con của bạn màu đó, cứ để cho nó chọn. Rồi các bạn có thể lên shop này mua cho nó nhanh nhé. Hoặc là các bạn click vào đường link ở phía dưới video clip này. Mình có để trong phần mô tả sản phẩm, mô tả video clip á. Các bạn click vào mua cho nó nhanh.
đánh giá cũng cao nhé, bán được bán cũng nhiều nè. Nó gắn rất là cute, dễ thương ha. Giờ mình sẽ gắn lên nón cho mấy bạn coi nhé. Đây, nón của mấy đứa con mình. Đầu sẽ lau sạch nhé. Rồi, mình sẽ gắn cái tay gấu lên trước nhé. Dính cứng lắm nha mấy bạn, cứng lắm, dính cứng lắm. Cái này dính cứng ra luôn á. Xong một nón, lên nón, lên nón này, lau sạch. Ok, xong mình làm vừa xong cả hai nón nhé, một nón tay gấu, một nón tay cáo màu hồng, rất là dễ thương xinh xắn nhé. Rồi mình vừa review cho mấy bạn cái mấy cái tay để gắn nón bảo hiểm dễ thương ha. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Các bạn có gì thắc mắc thì cứ comment ở dưới video clip này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.